Chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món chè khúc bạch. Món chè này làm rất nhanh và rất đơn giản. Mình làm từ phẩm màu tự nhiên. Màu hồng thì mình làm từ trái thanh long. Màu xanh thì mình làm từ màu lá dứa. Màu trắng là màu gốc của nó. Và trái vải thì mình tự nấu. Và món chè này ăn vào mùa hè thì rất là thích hợp. Mình nấu gelatin, mình pha với rau câu thì nó không có chảy. Chứ nếu ta nấu gelatin không thì mình để nhiệt độ nóng thì nó sẽ chảy. Và nếu mọi người thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Và đây là những nguyên liệu để làm chè khúc bạch. 5 bịch sữa tươi không đường, 5g rau câu, 50g gelatin, 1 hộp phô mai đầu bò, 300g đường, lá dứa, 1 trái rưỡi thanh long đỏ, 50g hạnh nhân, 720g vải. Trước tiên mình đi xay lá dứa. Và xay lá dứa thì mình đổ nước chín vào mình xay. Xay lá dứa xong thì mình lập qua một cái rây như vậy. Mình cũng lọc lại để cho nó mịn. Bây giờ thì mình cho 5 bịch sữa tươi trong cái son này. Và đây là sữa tươi không đường. Để mình ngâm rau câu. Bây giờ thì mình đi ngâm rau câu. Đây là 5g rau câu. Và đây là 100g đường. 100g đường tức là 110ml. Và là 5 muỗng canh thật đầy. Đó, mình khuấy cho đường nó tan và mình bỏ trong cái rau câu này mình ngâm này. Và mình khuấy thật đều, vừa đun vừa đổ vừa khuấy. Để cái rau câu mình không có đóng cục. Và mình đi nghiền phô mai này. Phô mai này mình phải để ở nhiệt độ phòng khoảng 1 giờ thì mình nghiền nó mau mềm. Nó mau nhuyễn. Đó, mình lấy cái nĩa mình nghiền rất là mau. Tiếp theo mình đi nghiền thanh long, mình bóp á, để mình lấy cái nước, bóp nghiền ra là mình bắt lọc lấy cái nước. Đây là nước thanh long mình đã thu được. Tiếp theo mình đi ngâm gelatin, đó 50g gelatin này mình đổ nước vô, mình ngâm. Và gelatin gặp nước thì sẽ nở ra. Đó, mình đổ vào đây 100ml nước, mình ngâm gelatin. Theo mình bật bếp lên, mình nấu rau câu. Và mình phải khuấy. Tại vì rau câu mà không khuấy thì nó sẽ bị bén nồi. Và lúc này thì mình đang để lửa lớn. Bây giờ nồi sữa của mình á, nó nóng rồi á. Thì mình tắt bếp đi. Mình cho phô mai vô trước đã. Rồi mình bật cái bếp lên sau. Tại vì mình không khuấy thì sợ cái rau câu mình nó sẽ bị cháy. Bây giờ mình bật bếp lên và mình để lửa nhỏ và mình vừa đun vừa khuấy để cho phô mai mình nó tan. Phô mai mình khó tan, mình tắt bếp và mình bỏ trong cái rây này. Đó, mình rây đi cho nó tan xuống hết. Đó, mình lấy cái muôi mình chà như này để cho nó lọt xuống, nó tan hết. Phô mai thì nó khó tan trong nước. Bây giờ thì phô mai của mình nó tan hết rồi á. Thì bây giờ mình cho cái gelatin vô này. Và mình cũng tắt bếp đi. Và mình khuấy lên cho nó tan. Bây giờ thì gelatin của mình tan hoàn toàn hết rồi. Mình đổ ra khuôn. Bây giờ mình chia ra ba khuôn rồi. Bây giờ mình bắt đầu cho màu vô, màu lá dứa này. Và mình cho từ từ thôi để được cái màu như ý.
và đây là màu thanh long. Thanh long mình lọc ra, mình làm hoàn toàn bằng màu, hoàn toàn bằng màu là màu tự nhiên. Bây giờ thì mình cũng hớt bọt nó đi cho nó đẹp. Bây giờ thì mình chờ cho thạch của mình nó nguội, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Tiếp theo là mình đi lấy hột vải. Vải hôm nay thì gần hết mùa rồi, hình như gần hết mùa rồi á, mình tranh thủ mình ăn. Và mình làm toàn là hàng tươi không thôi chứ không có làm đồng hàng đóng hộp. Bây giờ mình đi nấu nước đường. 600ml nước, 200g đường. 200g đường tức là 220ml, tức là mình đong kêu cái muỗng canh á, là 10 muỗng canh thật đầy. Mình cho vô một chút muối để cho cái nước chè của mình nó đậm đà. Bây giờ đường của mình sôi rồi thì mình thả vải vô, mình tắt bếp, mình cho vô 1/3 muỗng cà phê hương vani. Và mình đậy nắp lại để cho nó giữ mùi vải lại. Bây giờ mình đi rang hạnh nhân. Đó, mình để cho chảo nóng mình rang cho nó nhanh. Bây giờ chảo nóng mình bỏ vô mình rang. Và mình để lửa nhỏ. Ta có thể xấy bằng lò cũng được. Nếu ta không có hạnh nhân thì ta có thể thay thế bằng đậu phộng hay là bằng dừa sấy khô cũng được. Hạnh nhân này thì mình mua ở trong hàng bán đồ trà sữa Trân Châu á. Hộp đựng cơm, hộp đựng bánh tráng trộn thì có những cái thứ này, cacao, vani hay cái gì ấy, mình vô trong này mình mua là có hết, cái gì cũng có hết. Và hạnh nhân mình rang như vậy là được rồi, đó, chín vàng như vậy là được rồi. Và mình nhớ đảo đều tay. Và bây giờ khúc bạch của mình đông rồi mọi người, bây giờ mình lấy dao á, mình rạch một đường như vậy. Đó, mình rạch một đường như vậy, mình lấy nó ra. Bây giờ thì mình dao dùng dao cưa mình sắt nó ra. Mình để khoảng 4 đến 5 tiếng là mình lấy rất là ngon. Và bây giờ mình sắt trong cái dĩa luôn này. Mọi người nhìn khúc bạch của mình rất là ngon không? Và thật dai ngon lắm. Mình để trong tủ lạnh khoảng 4 đến 5 tiếng. Và mình làm toàn là đồ cái màu trái cây thôi chứ mình không có làm màu thực phẩm. Dai ngon lắm mọi người ơi, rất là dai ngon luôn. Và mình xài 50g galantine thì mình xài 5 hộp sữa, 5 gói sữa. Mà nếu ai xài 3 gói thì xài 3 hộp sữa, 3 gói sữa thôi. Ví dụ mình xài 30g galantine thì mình xài 3 gói sữa. Và bây giờ thì mình đã làm xong phần chè khúc bạch của mình nha mọi người.
là màu hồng, màu trắng, màu xanh, và đây là hạnh nhân, và đây là thanh long, và đây là cái phần nhãn, cái phần vải mình nấu lên. Bây giờ thì mình cho vô đây một ít đá này. Và ta không muốn ăn đá mình bỏ ngăn mát tủ lạnh ăn cũng được. Và mình cho thạch vô, cho khúc bạch vô màu xanh này. Màu hồng này. Tiếp theo mình cho màu trắng vô. Bây giờ thì mình cho trái vải vô. Nó vải mình tự nấu. Và mình làm một tô trà bá luôn. Và bây giờ thì mình cho thanh long ruột đỏ vô này. Bây giờ thì mình cho nước vải, trái vải vô này. Đó, mình làm tô trà bá cả nhà ăn luôn. Bây giờ thì mình cho hạnh nhân, hạnh nhân lát vô nè. Đó, hạnh nhân mình rang vàng, rất thơm và giòn, ăn rất ngon luôn. Đây là tô chè phúc bạch của mình nè, rất ngon. Mình nấu trái vải, mình không có mua hộp, mình mua vải tươi mình nấu. Và màu thì mình làm màu thanh long và màu lá dứa. Ăn rất là ngon, ta có thể ăn bỏ đá vô ăn cũng được, mà ta có thể bỏ trong ngăn mát tủ lạnh ta ăn cũng được. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Về phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần mô tả. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.